cả các bạn. Chào mừng quay trở lại với chuyên mục review game của gamehub.vn. Ngày hôm nay thì hãy cùng nhau trải nghiệm một tựa game có tên là Naughty Kitties, tạm dịch là những con mèo ngu ngốc. Đấy, tạm vào màn hình bắt đầu. Thì trò này là kể về một cái tàu. Đây, cái tàu có tên là Angry Giger. Hiện tại thì nó sẽ có một chỉ số như là lượng máu này, tổn thương này, mức độ tổn thương hay là sức chứa. Hiện tại mình chỉ được chứa 3 con thôi. Đây, 3 con này, 3 con trên màn hình là nhân vật chính, hiện tại là 3 nhân vật chính của trò chơi. Thì mình sẽ bắt đầu chơi nhá. Sao dễ. Tạm là làm gì vậy? Đây là đổi mèo. Đấy. Tại vì mình mới mở được một con mèo mới. Các bạn mỗi lần chơi các bạn sẽ mất một mạng. Ví dụ như mình có 3 mạng, bây giờ sẽ mất một mạng còn 2 mạng. Đấy, bây giờ mình sẽ đổi thêm. Các bạn sẽ di chuột, di kéo mèo vào như này để tăng thêm mèo. Hiện tại chỉ có 3 thôi nên các bạn chỉ sử dụng 3 con mèo. Đấy. Ở mỗi lần ý, thì mèo, mỗi lần đánh thì mèo nó sẽ giảm lượng máu lên được như thế này. Và các bạn phải chú ý để thay máu cho nó để đảm bảo là con mèo sẽ không bị mất. Căn bản là nếu mà các bạn không đổi thì mèo nó sẽ tự bay thôi. Và lúc đấy vị trí của những con mèo này sẽ phải thay thế. Hay là đấm trước. Ở trên bên trái màn hình là thanh máu HP. Sẽ có con này. Đây là con xanh xanh này. Đấy, con cầm vui vui này này. Hello, gọi là cầm cờ lê. Nó sẽ giúp sửa chữa và đảm bảo lượng máu của mèo luôn luôn ở mức xanh. Mình sẽ đổi con này. Con mèo đeo kính này là mèo mình mới mở được và có sức mạnh vượt phá hơn. Ngoài ra ở góc phải bên dưới là tuyệt chiêu. Các bạn bấm vào tuyệt chiêu ở đấy, nó sẽ ra tuyệt chiêu. Ôi chết rồi, bấm nhầm rồi. Và nó sẽ lót dần này. Chưa rồi đổi. Hay. Nếu mà các bạn nào chú ý là các bạn dùng 3 con mèo cùng lúc giống nhau thì nó sẽ tăng sức mạnh đầy. Mình sẽ sử dụng các bạn luôn. Đấy. Sức mạnh sẽ được tăng rất rất nhiều lần. Nó trò chơi này thì gần giống của NS Mode, có nghĩa là nó không giới hạn đường đi. Ví dụ ở mỗi lần chơi nhá, nó sẽ đưa cho các bạn một nhiệm vụ và các bạn cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ đấy, nhưng đến khi các bạn thực hiện rồi trò chơi sẽ không dừng lại mà nó sẽ đo theo lượng km, cái khoảng thời gọi là gì ạ, ở quãng đường bạn đi được. Hiện tại mình đi được 104 km đấy, như thế thì các bạn cho mình đi khá là đơn giản đúng không, thì các bạn tập tâm chú ý lượng máu của nó là được đấy. Hay nào, xong rồi, sao chết rồi, ô sao hết máu rồi à? Không, no. Đấy, mình đã đạt được nhiệm vụ mới, đó là sử dụng mèo mới. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số tính năng của trò chơi. À, đây là lên level. Trò chơi này thực ra thì nó là một trò chơi kiểu gần như là bắn, nó chính là trò chơi kiểu bắn nhau nhưng mà đơn giản hơn và kiểu chiến thuật cũng dễ hơn. Bây giờ sẽ tìm hiểu mèo trước nhé. Đấy, có rất là nhiều loại mèo, hiện tại mình đây có 4 con. Đấy. Và mỗi loại mèo ấy nó sẽ có những tính năng và tổn thương khác nhau. Các bạn phải chú ý là phải cho nó ăn nữa. Ví dụ bây giờ con mèo này đang là màu cái mặt cười dưới này, khi mà các bạn cho ăn thì nó sẽ đấy, cat food đấy. Thực ra thì khi nào mà các bạn khi nào nó chuyển đến màu đỏ ấy, có nghĩa là nó đang đói thì các bạn cho ăn. Đây là mèo. Còn một thể loại chơi nữa đó là kiểu chơi thách thức. Đây. Đấy, và sẽ được phần thưởng. Mình sẽ thử chơi nhá, nó vẫn sẽ mất một mạng. Thì ở mức này các bạn sẽ có rất là nhiều mèo và có 4 vị trí nữa các bạn có thể dùng. Đấy, kiểu như là tìm trước ấy. Ô, cái này là cái gì đấy? À, cái này là phiên bảo vệ. Có nghĩa là mỗi lần các bạn mở một cái mới là sẽ có những mức độ khác nhau. Ngoài ra thì, đấy, khi nào ba con mèo chuyện lại các bạn sẽ không bao giờ ấy được. Ô, nhiều quá. Khi nào con mèo này, những cái lượng mèo xuất hiện ở dưới ấy, bất kỳ, và khi nào các bạn cảm thấy là nó không thích hợp thì các bạn có thể đẩy ra ngoài như thế này. Đấy, nó sẽ tự bay lên mà bắt đầu một chuỗi mới bán tên. Đấy, đây là tuyệt chiêu. Đấy, thì có nghĩa là khi nào các bạn hoàn thành thách thức này thì sẽ có được nhiệm vụ cũng như là nhiều phần thưởng hơn. Kiểu ở lần trước mình chơi, có nghĩa là mỗi ngày cái thách thức này sẽ thay đổi. Ví dụ ở năm hôm qua mình chơi thì cái thách thức này nó là vị trí 5, còn ở đây là hôm nay chỉ có 4 thôi. Đánh
Đấy, thì trò chơi này khá là đơn giản đúng không? Phần còn lại các bạn sẽ tự trải nghiệm. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của gamehub.vn. Để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về làng game mobile trong nước và quốc tế, các bạn có thể theo dõi tại website fanpage của gamehub.vn. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.